Anh ơi, cho em hỏi cây này em mua lại 200k là hàng giả đúng không anh? Sao em nhìn nó lạ lùng quá, bản lề không giống như anh nói, với lại ít lỗ quá, chữ nghĩa cũng không có. Mong anh xem giúp em, cho em lên tóc tóc với để mọi người tránh mua phải hàng giả giống em. Cảm ơn anh. Anh cảm giác là em soạn sẵn cái câu hỏi này và làm sao đó để được lên video đúng không em? Nhưng thôi, cái chuyện câu hỏi này nó là thật hay nó là nhái thì cái đó cũng không quan trọng nữa. Cái quan trọng là em đã hỏi như thế thì anh sẽ lên video để anh em cùng biết cái cây này nó là dòng gì nhá. Mua 200k à? Anh nghĩ chuyện này nó không có ở trên đời. Là bởi vì sao? Cái ảnh ban đầu em gửi cho anh đây này. Ảnh ban đầu em gửi cho anh là như này. Đây là bức ảnh của người bán và anh nhìn cũng rất quen. Đây là hình ảnh của một người chụp bán chuyên nghiệp. Sau đó anh có yêu cầu em là gửi cho anh cái ảnh em đang sử dụng hàng ngày thì anh mới phân tích cho anh em. Thì sau đó em cũng gửi. Thế nhưng anh biết chắc rằng cái câu hỏi này là em cố tình soạn ra câu hỏi để anh làm lên video phân tích cùng anh em đúng không? Đây là chiếc Zippo bản lề 3 chấu, vỏ và ruột được làm bằng chất liệu niken, mà niken hãng chỉ làm từ năm 1946 cho đến năm 1947 thì kết thúc. Và cây này của em là sản xuất năm 1947. Đây là một chiếc Zippo chính hãng có giá trị sưu tầm rất là cao cho đến thời điểm này. Để làm sao biết được cái dòng niken này thì như anh Dương đã nói ở những video trước là dòng niken chỉ sản xuất ở trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1947 thì kết thúc. Những cái điểm khác biệt của dòng niken này, thứ nhất anh em nhìn vào cái búa cam, nó là búa cam giọt lệ, anh em hay gọi là búa cam giọt lệ là bởi vì búa cam nó bị vẹo sang một bên và có hình giọt lệ. Thứ hai nữa là cái bông chặn xăng này nó sử dụng bằng cái bông cuộn thời kỳ bấy giờ và cái ốc đá nó là được làm bằng nhôm. Tiếp nữa, dòng mộc đáy này là dòng mộc đáy của thời kỳ năm 1947. Năm 1947 nó có 3 đến 4 dòng mộc đáy cơ. Thế nên là phân tích dòng mộc đáy ABCD như nào thì anh sẽ phân tích ở một video khác. Còn nói tóm gọn lại, anh không biết là em hỏi thật hay hỏi đùa hay để thử lòng anh, nhưng mà để đưa lên đây anh phân tích để cho anh em biết là cây này là thuộc một trong những dòng có giá trị sưu tầm rất là cao. Dù đã qua sử dụng nó có giá trên dưới 10 triệu đồng, những cây mà còn new full book nó có thể lên tới giá 1-2 ngàn đô là chuyện rất bình thường. Rồi, xin chúc em nhiều vui vẻ và may mắn nhé. Anh em nào cần hỏi những gì về Zip của anh em đang sử dụng thì cứ nhắn cho Dương đừng ngại nhé.